Top những vai diễn Holly đẹp nhất khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ xinh đẹp, những mỹ nhân Trung Quốc rồi đây còn chinh phục người xem bởi diễn xuất xuất thần khi hóa thân thành những nàng hồ ly với mối tình ngược luyến toàn tâm trên màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Phượng Cửu, tam sinh tam thể Trầm Thượng Thư 2019. Dù cùng xuất thân từ Thanh Khâu, nhưng Phượng Cửu được đệ nhật ba lại sở hữu tính cách đối lập so với Bạch Thiền. Nếu Bạch Thiền là thượng thần cao cao tại thượng, dám yêu dám hận, nàng Phượng Cửu lại ngây thơ hiền lành, dành cả thanh xuân dõi theo bóng hình của Đông Hoa Đế Quân Cao Vĩ Quang. Nếu đang cảm thấy tiếc hối hụi vì mối tình của nàng Phượng Cửu quá bi ai, thì bạn phải xem ngay Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư để khỏa lấp những đau đớn bằng một cái kết có hậu. Thứ hai, Tử Hờ, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát 2020. Tuy chỉ góp mặt trong vai phụ, nhưng Hầu Mộng Giao đã hoàn thành xuất sắc vai diễn Tử Hồ. Nàng hồ ly lông tím si tình, nguyện ngàn năm chờ đợi người mình thương. Chuyện tình nhiều bi thương mất mát của cô dành cho tên khỉ Vô Tri Kỳ, Phó Phương Tuấn, khiến người xem không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, Tử Hồ cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi giúp nhóm Vũ Tư Phượng Thành Nghị tìm ra xảo huyệt của Thiên Khư Đường. Sau này, vì không muốn Vô Tri Kỳ một lần nữa lâm vào con đường ngộ sát, nàng đã tự hy sinh bản thân để người yêu quay đầu. Rất may đến cuối cùng, Vô Tri Kỳ và Tử Hồ đã có một cái kết viên mãn sau bao sóng gió. Thứ ba, Bạch Thiền, tam sinh tam thể Thập Lý Đào Hoa. Nhắc đến vai diễn Holly được xếp vào hàng mẹ thiên hạ của Hoa ngữ, không thể bỏ qua cái tên Bạch Thiền do Dương Mịch thủ vai. Xuất thân hiển hách, là nữ chủ của Thanh Khâu, đến cả tiên đế cũng phải kiêng nể nhân vật này vài phần. Xinh đẹp quyền lực là vậy, nhưng khi lịch kiếp, nàng Bạch Thiền cũng không tránh khỏi số phận bi ai. Khi mất đi đôi mắt, bị nhà chồng trà xanh vùi dập đến nỗi phải nhảy trụ tiên đài để giải thoát bản thân. Tất nhiên, sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, chị đại nhà chúng ta đã ngay lập tức quay về thiên giới, đòi lại những gì đã mất. Thứ tư, Đào Hằng, truyền thuyết Thanh Khâu 2016. Dù còn gây tranh cãi về diễn xuất, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc mỹ miều, nét nào ra nét đó của cô lực Na Chát đã đủ cân vai diễn hồ ly trong truyền thuyết Thanh Khâu Hồ. Tương tự như Bạch Thiền, Đào Hằng cũng là nàng hồ ly mạnh mẽ độc lập, không bao giờ để bản thân bị thiệt thòi. Từng cử chỉ ánh mắt lột tả sự đáng yêu hoạt bát của vai diễn này đều được mỹ nhân Tân Cương thể hiện rất thành công. Nhưng những phân đoạn đòi hỏi cao hơn về diễn biến nội tâm, người xem lại thở dài ngao ngán vì nữ diễn viên chẳng thấy tiến bộ. Thứ năm, Đắc Kỷ, Phong Thần Bảng 2016. Nếu các mỹ nhân hồ ly ở trên thả hại mình chứ không hại người, thì Đắc Kỷ do Phạm Băng Băng thủ vai lại đúng chuẩn là đại ác ma trong truyền thuyết khi không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Xinh đẹp ma mị khiến mọi nam nhân đều phải nêu siêu xin chết, Đắc Kỷ trở thành nguồn cơn khiến trụ vương sa đọa đắm chìm trong tửu sắc, làm nhân gian hoạn lạc nầm than. Có thể nói vai diễn Đắc Kỷ được Donnie đóng giày cho Phạm Băng Băng khi người xem cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc khó cưỡng của nữ diễn viên này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!